Xin chào tất cả các bạn nhá. Lại là Leo đây. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Hôm nay Leo sẽ dẫn các bạn 4 bước đơn giản để có thể làm sóng cách dễ nhất trong vòng một nốt nhạc. Các bạn cùng theo dõi nha. Sóng thì đối với mình có hai loại sóng, một là sóng dọc, hai là sóng ngang. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sóng dọc và làm sóng xuôi và làm sóng ngược từ dưới lên nhá. Xin chào các bạn, mình là Leo đây. Bây giờ chúng ta sẽ làm lượn sóng nhá. Đầu tiên này, các bạn hãy kiếm cho mình một tấm gương. Được chưa? Nếu mà được tấm lớn như này thì tốt, còn nếu mà được tấm nhỏ như các bạn có ở nhà ấy, thì cũng không sao cả, được chưa? Thì cần một miếng gương nhỏ các bạn đứng cho mình để chúng ta áp vào để chúng ta tập là được chưa? Đây là cái cách mà mình đã trải nghiệm qua bản thân mình và mình thấy nó sẽ thực hiện cái việc làm sóng nó thật là dễ nhất. Đầu tiên chúng ta sẽ làm sóng xuôi. Sóng xuôi là như nào? Sóng xuôi chúng ta sẽ chuyển động từ trên xuống dưới, được chưa? Sóng xuôi là chúng ta sẽ chuyển động từ trên xuống dưới. Đó. Sóng xuôi chúng ta chuyển động từ trên xuống dưới, còn sóng ngược chúng ta sẽ chuyển động từ dưới lên trên, từ dưới lên trên, từ dưới lên trên. Từ dưới lên trên. Còn sóng xuôi, các bạn nhớ nhá, sóng xuôi nó chuyển động từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. Từ trên xuống dưới. Ok. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào tập làm sóng xuôi trước nhá. Mình sẽ nói qua cho các bạn rằng là sóng nhá, thì chúng ta nhớ rằng là cấu tạo lên sóng cơ thể của chúng ta sẽ có 3 điểm. Đầu tiên là ngực, thứ hai là bụng, thứ ba là hông nhá, các bạn nhớ nhá. Đầu tiên là ngực này, thứ hai là bụng, thứ ba là hông. Và thêm cái thứ tư nữa, có thể chúng ta ngồi xuống, đó là trụ hay là ngồi, đúng không? Thì bây giờ như này nhá. Đầu tiên này, để làm được sóng thật là dễ dàng trong vòng một nốt nhạc, các bạn kiếm cho mình một miếng gương như này, một tấm gương như này, được chưa? Thứ hai này, các bạn đứng, chúng ta áp mặt vào gương và chúng ta đứng cách gương khoảng độ 10cm nhá, khoảng độ 10 đến 12cm các bạn nhá. Rồi, thứ ba này, chúng ta bắt đầu vào làm nhá. Thì đầu tiên này, các bạn thả lỏng cơ thể ra, thả lỏng cơ thể, thả lỏng cơ thể. Rồi tiếp theo này, các bạn siết phần bụng lại và chúng ta ưỡn cái ngực lên phía trước, rồi sao cho cái ngực của chúng ta chạm vào gương. Đấy, được chưa? Tiếp theo, rồi bước thứ hai này, được chưa? Chúng ta đổ người ra sau, đồng thời chúng ta dùng cái phần bụng này chúng ta ưỡn lên, chúng ta chạm vào gương, đổ người ra sau, đúng rồi. Rồi thứ ba này, chúng ta đẩy ưỡn phần hông lên, đẩy phần hông vào gương, đúng rồi nhá. Thứ tư là chúng ta hạ trụ ngồi xuống. Đấy, ngồi xuống đẩy cái mông ra đằng sau. Đấy, các bạn thấy không ạ? Rồi, ok, mình gặp lại nhá. Rồi, đầu tiên này, chúng ta ưỡn ngực, ưỡn hết sức ra, căng hết lên, đẩy vào gương, đúng rồi. Thứ hai này, chúng ta đổ người ra đằng sau, chúng ta đẩy cái phần bụng vào gương. Rồi, thứ ba chúng ta đẩy cái phần hông vào gương. Và thứ tư chúng ta ngồi xuống cho Leo. Đấy. Mình làm lại một lần nữa nhá. Đầu tiên này, các bạn này, một là ưỡn ngực đẩy ngực vào gương, hai bụng vào gương, ba hông vào gương, và bốn hóp bụng ngồi xuống. Đó, ok, chưa? Làm một lần nữa nhá. Rồi, một này, chúng ta ưỡn ngực đẩy ngực vào gương. Ok, thứ hai chúng ta ưỡn bụng đồng thời đổ người ra sau. Đấy, bụng vào gương. Thứ ba chúng ta đổ người ra sau tiếp và đẩy hông vào gương. Đúng rồi, và thứ tư là chúng ta hóp bụng ngồi xuống. Đấy. Đấy. Và khi mà các bạn làm được rồi, các bạn nối cả 4 bước vào xong lại nhá. Thì chúng ta sẽ có này, ngực này, bụng này, hông và trụ nhá. Đầu tiên là ngực này, thứ hai là bụng này, thứ ba là hông này, thứ tư là trụ. Đúng không ạ? Chúng ta làm lại nhá. Rồi, 4 điểm này, 1 là ngực, 2 là bụng, 3 là hông, 4 là trụ ngồi xuống. Ok. Đó là bí quyết các bạn có thể làm sóng trong vòng 1 nốt nhạc. Rất là đơn giản nhá. Và khi các bạn làm nhanh thì chúng ta sẽ, khi mà chúng ta làm thành thạo rồi thì nó sẽ thành được như này. Đấy. Ngồi xuống, mình làm chậm này. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Và đó là chúng ta có động tác làm sóng xuôi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với động tác làm sóng ngược nhé các bạn nhé. Sóng ngược thì nó cũng làm tương tự như sóng xuôi vậy, nhưng mà chúng ta làm ngược lại với sóng xuôi. Nghĩa là như nào ạ? Chúng ta sẽ làm từ phần trụ, được chưa? Xong rồi đến phần hông, xong đến phần bụng, xong đến phần ngực. Các bạn cứ nhớ rằng là sóng xuôi thì chúng ta sẽ làm từ ngực, bụng, hông và trụ. Còn sóng ngược thì chúng ta sẽ bắt đầu từ trụ ở phía dưới, đẩy hông, xong đẩy bụng, xong rồi đẩy ngực,
Thì chúng ta làm ngược lại rất là đơn giản thôi. Thì nó cũng chia làm 4 phần. Thì đầu tiên là các bạn được chưa? Hơi trụ chân ngồi xuống giống y như thế, cũng đứng cách gương cho mình như này, được chưa? Đứng cách gương cho mình như này khoảng độ 10 đến 12 cm. Thứ hai này, tiếp theo được chưa? Chúng ta hóp bụng, đẩy cái hông vào. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp theo này, đẩy cái bụng vào, đẩy cái ngực vào. Đấy, và đưa người ra. Đấy, đúng không? Đẩy cái bụng vào, đẩy cái hông vào và đưa người ra. Làm lại nhá. Đầu tiên này, đẩy cái hông vào này. Cái hông nhá, đẩy cái hông vào này. Tiếp theo, đẩy cái bụng vào. Đấy, đẩy ngực vào và thở về. Okay. Đấy các bạn. Đẩy vào cho mình, làm ngược lại. Đẩy vào cho mình, làm ngược lại. Đẩy vào cho mình, làm ngược lại, đúng rồi. Chúng ta nối 4 điểm vào trong gương như thế nhá. Ok. Nào, 1 này, đẩy hông này, 2, bụng này, 3, ngực, trở về, ok. Hông này, bụng này, ngực, ok. Hông, bụng, ngực, được. Trụ này, hông, bụng, ngực, hông, bụng, ngực. Và khi mà các bạn làm thạo rồi thì các bạn có thể làm sóng xuôi hoặc là sóng ngược tùy các bạn nhá. Thì sóng xuôi các bạn bắt đầu từ ngực lên. Đấy, từ ngực lên. Từ ngực lên. Ngược lên, và sóng ngược thì chúng ta đẩy từ dưới lên. Đẩy từ dưới lên. Đó. Đẩy từ dưới lên. Đấy, sóng xuôi, xuôi. Sóng xuôi. Sóng xuôi. Sóng xuôi, còn sóng ngược đẩy từ dưới lên. Đẩy từ dưới lên. Đấy, thấy chưa? Ok, vậy là chúng ta đã tập xong 4 bước để có thể làm được sóng cơ thể. Các bạn về nhà nhớ chăm chỉ luyện tập nhé. Đây là những cái mà đã đúc rút từ bản thân Leo mà ra. Bởi vì khi mình làm cái này, mình thấy mình có thể làm được sóng rất là nhanh. Và mình biết là có một số bạn là tập việc khó khăn, rất khó khăn trong việc chúng ta tập cái sóng. Bởi vì cái sóng này nó cũng tương đối khó. Nên là chúng ta cũng phải có thời gian để tập luyện dần. Nhưng mà khi các bạn đã có cái tấm gương này ấy, thì các bạn tập với nó hàng ngày ấy. Mỗi ngày các bạn chỉ cần tập 5 phút thôi. Thì mình đảm bảo trong vòng 1 tuần các bạn có thể làm được sóng. Nếu các bạn xem video thấy hay và ý thì hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Tạm biệt.